Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn và thủ trưởng các cơ quan quân khu đã kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2022 của Ban Chỉ huy quân sự thị xã Phú Mỹ. Từ đầu năm đến nay, lực lượng vũ trang thị xã đã quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch của các cấp về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức triển khai nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương và các kế hoạch chuyên ngành tham mưu chính trị hậu cần kỹ thuật, xây dựng đầy đủ các văn kiện sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu năm 2022. Cơ sở vật chất huấn luyện cho các đối tượng tham gia hội thi, hội thao đạt kết quả cao, được chuẩn bị đầy đủ. Ban Chỉ huy quân sự thị xã cũng đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể địa phương, tham mưu cho thị ủy, ủy ban nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thị xã và diễn tập các xã phường đảm bảo an toàn tuyệt đối. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, phát huy hiệu quả các mô hình, giải pháp, phong trào thi đua, giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng, cán bộ chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Công tác hậu cần kỹ thuật được duy trì và đảm bảo tốt cho các nhiệm vụ thường xuyên sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Đoàn công tác quân khu đã đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự thị xã trên các mặt công tác quân sự quốc phòng, công tác đảng, công tác chính trị, hậu cần kỹ thuật, việc xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật của Ban Chỉ huy quân sự thị xã, đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế, khuyết điểm và yêu cầu Ban Chỉ huy quân sự thị xã Phú Mỹ cần khẩn trương khắc phục trong thời gian còn lại của năm 2022, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương trong thời gian tới.